thịt đó vừa. Chết na nào lấy vợ rồi đó. Chết na thì mỹ được. Viên gì mà viên? Đặt thì cũng em lại á. Em chào. Đầu ngồi tuốt 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 tuốt. Nước mắt cỡ. Buồn quá, cái ăn mà. Cơm chứ có gì, ngoài cơm em không có chữ gì nữa. Đúng rồi. Cơm cái gì vậy? Có gì ăn mấy hũ cơ hũ cầu. Còn... Rồi cá, cô cá ăn cá hoài. Ôi chết mẹ, bé ơi, tôi cảm nhận điều không lành nè bé ơi. Báo tới bé ơi, báo tới rồi bé ơi. Đức giọng chứ gãy gì vậy? Mày bao nhiêu ký mày lên đây cho nhộng cho chắc già đi. Con 70 ký. 70 ký lên xuống đây bà ơi. Mẹ anh hai chung đi chơi chung với anh hai kìa. Chơi ở đâu? Đâu? Anh hai đi đâu đi hưởng tùng chân mặt gì á mẹ. Vợ chồng ra đi hưởng trần. Hưởng tùng chân mặt mà đi theo làm gì? Theo làm gì? Em chơi anh hai đâu? Rồi nó hưởng tùng mặt ta đi kiếm em bé đó bà. Bà đi theo làm gì? Mày gì nữa? Hai đứa khùng. Hai đi chơi cho đi chơi. Người ta đi hưởng tiền trong mặt tôi bay theo làm gì? Cho bay phải đang. Tôi đi chơi với. Rồi tao đi kiếm em bé mà mấy mày đi làm vậy? Bớt báo đi, hai khùng ơi. Đúng. Tôi đi với. Đi với. Hai đứa bay đi không? Đi đâu? Ai chồng mới vô gãy á, đi đâu á? Đi hai kia đi chơi xa kìa. Đâu, đi đâu? Đà Lạt kìa. Nam Du. Nam Du hả? Nam Du ở đâu hai? Đi biển. Đâu, đâu có biết Nam Du đâu. Ở giờ cũng có đi Nam Du đâu. Đi đi. Thôi. Đi, tao chồng tao. Mẹ đi nữa. Đi nhà mình đi luôn. Lại nhà đi luôn. Sớm. Tao nhìn cười. Khùng quá đi, khùng quá trời. Hai ba chị đi chơi đi. Thôi đi chung cho vui. Tao đi hưởng đường chân mặt mà đi theo. Đường chân mặt là cái gì? Trên tờ dưới đó. Mày bé. Mày lấy vợ đi, mày cứ vợ xong không có không đi. Thôi tao đi kiếm mày bé. Nhưng mà cho đi chơi. Thôi mày ơi, khùng pháo lên đây. Đi vô nhà mày. Mẹ chửi hoài, lâu lâu đi chơi với. Ai cái này nó bị bệnh, ai mà đi. Cho đi ké với hai. Thôi, mày có cho ai đâu. Mấy mày đi là mày kỳ đà cắn mũi vậy? Ừ. Ủa gì chị hả? Hai mới kêu à. Đi lâu đấy, Nam Du. Chị hai cho rồi. Cho gì ta đi đi. Chị hai cái bay muốn đi thì sách có đi kìa. Còn hai chồng mới đi đâu. Chị hai kêu là hỏi anh hai kìa. Chỉ cần anh hai đồng ý đó thôi. Thôi thôi ai mà cho đi tào lao cái gì. Anh quá mẹ, anh đi chung con đi. Giữ từng chân mặt mới đợi theo. Theo hỏi địch nó làm gì nó là tính hỏi tới ngày mày theo. Trời ơi, đi biển hỏi địch cũng được. Đi biển hỏi địch cũng được. Ủa trời ơi. Bớt báo. Hai đứa này sao đi trời. Biển giờ tao không đi là hai mày đi theo không? Đi đi đi. Đâu mày làm tốt nghe anh Lai ghi chơi xíu rồi về kìa. Thôi đi đi đi. Nam Du đẹp lắm á. Nam Du là ở đâu? Có biển. Đó mẹ cũng không biết nữa, đi chung đi. Biển tên gì hai? Nam Du. Ở tỉnh nào? Cái đảo Kiên Giang á. Kiên Giang hả? Đi Phú Quý đi, lộn đi Phú Quốc đi. Vậy tôi dẫn ai? Thôi đi Vũng Tàu đi, đừng đi Nam Du chứ. Trời đất ơi, là trời. Phú Quý đó. Đi. Đúng rồi, đi Vũng Tàu đi chứ. Dạ, nó gần. Tao với ba mày dẫn cho hai đứa đi. Đi Phú Quý đi mẹ. Ừ. Phú Quý lên núi đẹp lắm. Để ba tao dẫn hai đứa bay đảo. Má khùng nhỏ. Mẹ cho nó cái 20 ngàn cho nó mua với thuốc nổ lúa. Đi, đừng có đi Vũng Tàu đi. Vũng Tàu đi. Ừ, để tao dẫn cho hai đứa bay đây. Đi. Đi với hai à. Bảo mà đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu ơi, mưa luôn. Thôi. Đi. Không đi đâu hết trơn á. Bảo. Đi. Thằng này tao mất. Đi cho khác đi. Không ta đi. Tụt quần mấy dân. Đi qua bãi mày ngắn mày nha. Tao lại đâu mà không. Tụt quần. Cho đi. Đi hai. Thôi. Cho đi đi. Ai cái này nó khủng. Mẹ. Đi cho đi với hai. Tụt quần. Tao đi ơi. Tao đi hưởng thịt cân mặt, tao bay theo hỏi đặt ta. Không được đi. Khùng gì á. Đi hai người không được đâu. Chị hai kêu năn nỉ nay nay cho đi chị. Nè nhà tao mất địch nên nó ngửa địch quật đó. Cho đi đi. Cho đi đột quân. Đó mưa luôn chạy đâu. Cho đi đi. Ai mà đi. Cho đi chơi. Đột quân cái thằng ngu mày. Mẹ vậy. Con nỉ vụ ơi. Mẹ vậy. Đó là anh hai mà cho đi. Đi đi vô đẩy á. Cho đi ơi. Buông cái quần ra đi rồi đi. Đi mẹ quýnh nó rồi mẹ. Quýnh gì quýnh. Tụt quân bây giờ. Đi. Mẹ ơi. Tụt quân. Ê. Tụt yên. Tụt quân đi. Hai. Mẹ. Ông coi đó ông coi. Mẹ. Mẹ cứu con coi. Cho đi đi. Cho đi với hai. Cho đi đi.
Tốt con. Tốt. Uống uống hết à. Uống hết thôi. Quần trong đó. Trời ơi. Ai gọi mưa lỡ kệ. Đồng ý đi. Thôi đây đi. Đi ha. Đi vô đây. Đi cho đi. Ta mà đi ta mà đi đó là cái gì. Trời ơi. Mưa kìa. Ăn tiếp tục mưa kìa. Đi chạy. Đúng rồi nè. Đi hưởng tuần trước mà. Đi hưởng của ông ấy. Đi đi hưởng đi. Đi đi. Đi ngồi đất tuần cả, đi ngồi đi chôn. Nhà hồ đất cũng được à. Nhà phải ồn. Nhà có 4 người nè, ai ngủ chơi. Ở nhà tôi phải ồn màu lắm. Đi nè. Nè đi. Đi đi. Đi. Đi nè. Đi. Đất tuần nha. Nó cho đi gì đây? Nhà đi. Này, lại cho đi. Đi mua hải sản gì ta? Thôi. Đi ăn tại chỗ à. Đi không có bệnh. Đi hưởng gì cái mẹ. Tôi đi đi. Chạy đi, nó dẫn đây ta. Đi vô gãy đi. Đi đi đâu? Mẹ. À. Vậy. Nó bị đứa ta chơi. Ơi. Mai cũng đi vô gãy kìa. Đi vô gãy. Trời ơi. Tự nhiên nhà có 4 người, 2 người đi chơi. Đi lại với 2 già đi. Tự nhiên ai kể đi. Đi hai kể. Đi hai kể kìa. Dạ không kể gì trời. Chị hai đi đó, chị hai bao tiền kìa. Trời ơi đâu rồi. Chị hai bao. Chị mẹ. Đi có đi. Đi đây. Đặt đứa đầu với cái đó. Trời ơi, cái này nó bông mùi thấy ngớm quá. Đi theo nè, có ngờ, có ngờ. Con sợ nó hay đi lạc á. Mẹ, mẹ thay một con đi. Mẹ không có biết đường đi. Mẹ 5 giờ dậy cái dẫn đi. Mai đi dậy 21 bữa sau gì đó. 21 bữa sau thì 5 giờ, mẹ 5 giờ tụi ba dậy đi, nó dẫn tụi ba đi. Mẹ thấy cho rồi. Cho một tức á, cho ai cho. Hai cho rồi mẹ. Không cho. Đi hai cho đi vô. Dạ đi. Trời ơi đi. Mẹ. Đi mà hưởng mặt con không ai cái đám này đó. Thì đi chung mình hưởng chung. Chung đó, ta mà hưởng chung. Trời ơi mày. Cho biết không khí chứ biết đâu. Đi không hiểu từ hưởng nhận cái mặt với thôi cho đi chơi. Đi chung con bé mà mày đi theo làm vậy? Hưởng chung cho mặt là đi một tuần nữa hả? Ừ. Trời ơi. Không khí đâu á mà mày hủy. Không đi hết đợt sao á chứ không khí. Đi hai. Tối giờ có biết đâu. Tôi sợ hai cái này luôn, không biết ông sợ luôn. Nghĩ mẹ đi. Khùng cái gì á. Mẹ cho đi rồi. Sao mà đi đâu mày, ăn nãy tao. Đuổi nó vô đi mẹ ơi. Gì vậy? Đừng khủng không mày. Đi chơi chứ biết. Ngày mai nó kìa. Mấy mày cưới. Cưới mày Yến cưới rồi. Anh hai cưới mới cưới rồi, không lẽ cưới giờ ai đâu đi. Thôi mời ai. Bà mẹ ta trên trời với thế luôn á. Trên trời với thế rồi sao? Bà thôi tía đang nỉ tía kêu bà kìa, bà đang nỉ giỏi lắm. Chị tôi làm gì hả? Mà đang nỉ gì đó chơi, chị tôi đang nỉ chị hai rủ đi chứ bộ. Vô mày là mày nói á, chị hai cho rồi chứ thằng anh hai cho đi thôi. Không tao không cho. Rồi có đi không cho quyền nó mà mày đi theo hủy đặt ra làm gì. Đúng rồi, có mùi biển là được rồi. Nó nói vậy chứ tôi có đi đâu. Mẹ hút cho đứa con cộng ngay. Ra biển đực cũng thơm nữa. Mẹ, nhà ba tôi dẫn ra đây khỏi đi. Con Yến nó không biết tình trạng mặt là gì nó còn đi chứ. Con này tào lao. Đi chơi gì vui. Nói gì mày vui, chỗ ra đi chơi mày vui. Mẹ, nó nghỉ giùm con đi. Đây nè, hưởng gì nó mặt vậy nè. Vui không? Vui. Ôi mệt quá, đi vô đi. Vậy chừng nào đi mình nấc theo xe đi. À, thò lên lấy mà đi dễ vậy mày biết. Chưa. Con vô con chặn đọt trước. Sáng đi, ai cho mày đi mà mày. Không có được đi đâu mà chặn đầu. Lao. Chặn đồ cho em nhé anh ơi. Thôi ơi. Đi rồi mẹ ơi, em đi đi. Kêu thằng Sơn báo khỏi đi luôn. Tao đi du gãy trong quê chơi. Rồi tao đi hưởng cái mặt mà đi theo. Mẹ vô đó chìa khóa phòng nhốt đó, chìa khóa cho ra mẹ. Theo con hứa địch. Con đi chơi đi theo á. Nói gì chứ. Đi đó, nó lầy đó. Nó lầy thì phòng mình mày phá đi. Phá phòng nó cho đừng ra ngoài á. Cái gì không cho đi. Không cho đi cũng đi vậy đó. Đừng tức rồi đi. Sao không biết. Rồi mấy đứa này nó nhây.
Đốt ngay giùm tao đi cho tao khỏe đi. Mà chỗ đó Kiên Giang hả? Không biết, không quên mày. An Giang. An Giang đâu có biển mẹ. An Giang gần chỗ đó. Thái. Không có đi. Năn nỉ á, cho đi đi. Thổi đi, không có đi, đi đâu. Đâu có đi đâu. Có đi mà đi đẩy á, đi đâu mà đi theo. Đi con vô năn nỉ chị Hai. Ờ, bút báo đi. Có gì bút báo. Chị Hai cho đi rồi, mỉa sao anh Hai cho đi. Rồi đi. Chồng tao vợ chồng tao mới cưới ra đi chơi mà hai mày đi mày cũng coi vợ chồng con cũng mới cưới đi. Không có chơi gì chứ thôi. Hai đứa bay đi đi anh ơi. Đó đi Vũng Tàu tao bay đi Đà Lạt đi. Thôi Đà Lạt má không à. Đà Lạt nào má. Thôi nhiều má. Đi Đà Lạt đồng mà đi hơn Tây. Thôi. Đi mẹ tao ổng ra hướng Bắc. Vậy. Chơi. Hút chó hả? Có đâu không. Mẹ. Ngủ vô đi mẹ ơi, đậu mẹ ơi. Đốt ngay đi anh ơi. Sao mẹ? Đi chơi không cho con đi. Rồi anh Hai nói rồi không đúng có cơ. Đi. Chứ mày nói thằng kia nó xếp đồ kìa. Anh Hai không có đi, thằng kia nó xếp lát mai nó đi Đà Nẵng. Đà Nẵng với ba. Tía này nghĩ giùm coi tía. Thử năn nghĩ đi. Ê đúng rồi. Mày dẫn Thái Cam đi qua Cam đi. Ờ Thái Cam. Bà nó hưởng thừng cho mặt. Tí Hai. Mình đi đâu á, mình vui quá. Chị Hai cho rồi. Chị bốn của chị Hai cho tao cũng to nữa. Bất báo đi đúng rồi. Đi ra nè. Đi cho đi ghé chơi. Không có ké gì chứ á. Đi. Ta đi chơi mà ké là ké hả? Hai cho đi ké vô. Hai em. Rồi đắt ơi. Trời trời giờ bỏ tôi luôn hả?